Chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Wario trên 10, độ đẹp đơn giản với nửa góc nhìn của Baker Cần Thơ. Wario trên 10 là dòng xe nhập khẩu được phân phối thị trường Việt Nam. Dòng xe này nhận được rất nhiều cái sự quan tâm từ những Baker bởi thiết kế của nó là hướng tới cái sự thể thao sang trọng. Chưa dừng lại với đẹp nguyên bản, khi các tay chơi chạm vào, theo thời gian cái bộ độ dần dần xuất hiện nhiều hơn. Và chiếc xế dưới đây được độ kiển của một Baker Cần Thơ cũng tương tự như vậy. Cái chiếc Wario độ kiển đây khoác trên mình bộ cánh là trắng tinh khôi, đầy sang trọng và trẻ trung. Và có thấy con chiến mã này được chủ xe nâng cấp nhẹ nhàng với những món đồ chơi thiết yếu. Và chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Có thấy cái phần đầu nhẹ nhàng với kính Kurisuma. Hai phía tay lái được nâng cấp khoảng trống, chiếc gù nhôm CNC ánh bạc cực kỳ đẹp. Bánh lái trước tạo điểm nhấn với đĩa của Rainbow được dính vào ốc Titan đầy sang trọng. Có thấy chiếc xe trở nên nổi bật hơn với nhiều màu sắc rực rỡ của các loại ốc kiểu như ốc roti, ốc titan, ốc vạn vân, và giảm sóc sao Holin bình dầu cho nó nhúng êm ái hơn, cũng được tăng thêm cái độ sang chảnh cho chiếc xe với món đồ chơi đến từ hiệu này. Instagram độ nhỏ gọn với dàn bánh căm đơn giản. Và cái Instagram là một dòng xe còn tài có rất nhiều phong cách độ chế khác nhau, từ dàn áo được chế mũ đến LC 100 hoặc là xuống dàn áo đời khác. Tuy nhiên theo sở thích của chủ xe, muốn hướng tới chiến mã của mình theo một cách nào thì tùy ý. Khoác trên mình phong cách là tem nguyên bản, bộ tem này để lại ấn tượng rất mạnh cho những người chơi bởi đây là phiên bản của Instagram cuối cùng mà Yamaha đã gửi đến tay người tiêu dùng. Để chiếc xe độ của mình thêm phần xinh xắn thì chủ xe đã dán thêm tem với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, cùng với dàn chân đầy sang chảnh từ những món đồ chơi lạ. Cái niềm nhâm của Lazy Boy đang là món đồ chơi là khá được ưa chuộng hiện nay của những bạn yêu thích cái dàn chân mỏng manh. Đĩa kiểu được quay lại với những họa tiết sắc nét, cái lòng đĩa CNC. Góc cận cảnh với chú heo dầu của Rainbow, logo nhỏ hai bên đối xứng. Cái vác heo dầu CNC và dính kèm bằng rất nhiều ốc roti. Dàn chân sau cũng được chủ xe gia cố lại rất nhiều với cái heo dầu của Rainbow, logo nhỏ một bit kết hợp liền lạc với đĩa gaffer. Nhìn ngắm em nó từ xa rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn hẹn gặp này, lại chi tiết nhớ like, share, subscribe.